Đà Nẵng là vùng đất có bề dày truyền thống văn hóa lịch sử, được bồi đắp qua hàng ngàn năm, trong đó mảnh đất Ngũ Hành Sơn, nơi hội tụ nhiều di sản đặc sắc đang được thành phố tập trung đầu tư cho bảo tồn và phát huy giá trị di sản để tạo đòn bẩy cho phát triển bền vững của điểm đến này. Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn. Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn. Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề điêu khắc đá mỹ nghệ non nước và ma nhai Ngũ Hành Sơn được UNESCO công nhận là di sản tư liệu thuộc chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á Thái Bình Dương. Tất cả di sản ấy hội tụ trong không gian chỉ vài cây số vuông của quần thể danh thắng Ngũ Hành Sơn, có thể khiến bất cứ ai cũng ngỡ ngàng khi đặt chân tới. Danh thắng Ngũ Hành Sơn thì một trong những cái điểm tham quan nổi tiếng của du lịch Đà Nẵng nói riêng và của miền Trung nói chung. Hầu như chúng ta có thể nói là 90% khách quốc tế và khách nội địa tới miền Trung, tới Đà Nẵng đều tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn. Hiện nay thông tin về hệ thống di sản di tích quốc gia quốc tế tại Ngũ Hành Sơn đang được Bảo tàng Đà Nẵng số hóa và cập nhật trên bản đồ số di sản phục vụ cho công tác bảo tồn và nghiên cứu. Chúng tôi là cần nghiêm ngặt và giữ gìn một cách tốt nhất và nguyên trạng và phối hợp với các ngành liên quan để mà trùng tu tôn tạo và bảo quản cho nó tốt. Đặc biệt chúng tôi đang phối hợp với bảo tàng cũng như các đơn vị liên quan sẽ xây dựng cái hệ thống tuyên truyền là mình tích hợp những cái dữ liệu đối với cái ma nhai để mà tuyên truyền. Theo quy hoạch, bảo quản, tu bổ, phục hồi danh thắng Ngũ Hành Sơn được chính phủ phê duyệt, trong thời gian tới Đà Nẵng sẽ tiến hành đầu tư, tu bổ 59 hạng mục thuộc 7 nhóm dự án thành phần của đề án, cùng các giải pháp cơ chế để từng bước phát triển khu vực này trở thành công viên văn hóa, một điểm nhấn trên con đường di sản miền Trung. Trong năm nay, giao Ủy ban nhân dân quận Ngũ Hành Sơn phối hợp với Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên Môi trường cũng như các ngành liên quan thực hiện cái việc cắm mốc, tiếp tục triển khai cái việc giải tỏa đền bù những cái hộ dân đang còn ở trong cái phạm vi quy hoạch để tạo cái điều kiện thuận lợi trong cái việc kêu gọi đầu tư theo phân kỳ và cũng như thu hút cái việc triển khai cái việc trùng tu tôn tạo các di tích. Trên cơ sở này, danh thắng Ngũ Hành Sơn sẽ được bảo tồn tối đa các yếu tố gốc gồm hệ thống núi đá vôi và các hang động, các công trình di tích, điểm danh thắng, hệ thống bia ma nhai, các vị trí khu vực thám sát, khảo cổ, hệ sinh thái và các di sản văn hóa phi vật thể. Không gian khu vực phát huy giá trị danh thắng sẽ gồm các tuyến đường trưng bày, kinh doanh đá mỹ nghệ non nước và tuyến không gian văn hóa lễ hội Đông Tây kết nối không gian biển. Đại dự án về văn hóa này được kỳ vọng sẽ nâng tầm vùng đất di sản Ngũ Hành Sơn tương xứng với những giá trị hiếm có của danh thắng này.